Mà nói đến hai cái đó, con là gì? Con gì? Con gì? Hỏi chị hai gì mà nó được là heo đấy, không phải gãi gãi đầu cái gì nói đi. Này, cái đồ không có hả? Đấy, cậu còn nữa. Này bây giờ nằm xuống đây thì nằm xuống đây ôm bố mét tiếp này. Này mét nha, mét nha. Ở đây ai bấm coi xe rồi. Hey, con rơi có nằm xuống đây không? Có nằm xuống mép nha. Không thì nằm xuống mép đi. Okay. Ôi, mày điện thoại lắm. Chiều nay thằng Nhân nó. Có hai thối. Chiều nay mày làm gì? Khai mau. Ngày nay có hai thối. Chết. Không nói ra. Sợ.